Tôi xin chào hai linh hồn nhé. Ngày hôm nay tôi mạo muội mời hai linh hồn tới đây. Hi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với channel của mình. Và mình là Roma Vlog đây. Nếu như mọi người đã xem video vừa rồi, mình đã thực hiện nghi thức để tiếp tục truy tìm những ngôi mộ hoang còn bị kẹt những linh hồn lại ở bên dưới ngôi chùa này. Thì vô tình, ngày hôm trước, mình đã tìm được một ngôi mộ ở bên dưới chứa tới hai linh hồn. Và mình có thể khẳng định được 90% ngôi mộ này chính là mộ đôi mọi người. Ở bên trong video vừa rồi mình cũng đã có giải thích cho tất cả mọi người về mộ đôi. Mộ đôi là gì mọi người? Mộ đôi á, ngày xưa người ta dùng để chôn ông bà, cha mẹ hoặc là anh em song sinh. Khi mà vừa mới mất, họ sẽ được chôn cùng với nhau trong một ngôi mộ. Đó được gọi là mộ đôi. Và sau khi mình thực hiện nghi thức thông linh, để đưa được hai linh hồn bên dưới ngôi mộ đó đi lên trên quách, mình đã mang vào bên trong sảnh này để xem là hai linh hồn đó là hai linh hồn như thế nào. Thì thật sự mình rất bất ngờ khi mà hai linh hồn bên dưới ngôi mộ đó lại là vong hồn của hai đứa trẻ. Và điều đáng tiếc nhất ở bên trong video vừa rồi, đó chính là mình chưa kịp có cơ hội để mà có thể giao tiếp được với hai vong hồn của hai đứa trẻ này mọi người. Mọi người cũng đã có thể thấy là âm khí của hai đứa trẻ này rất là thuần khiết. Do hai đứa bé này mất quá sớm mọi người. Mà thường á, mọi người biết là hồn ma của những đứa trẻ, âm khí của nó rất mạnh mọi người. Và mọi người cũng đã chứng kiến ở bên trong video vừa rồi, hai đứa trẻ đã đánh lạc hướng mình và đã biến ra ngoài sau lưng của mình, điều khiển mình để mở kết giới ra. Mặc dù là mọi người thấy mình đã kỹ tới mức chưa kịp làm gì hết, mình đã khóa hết toàn bộ kết giới ở bên trong sảnh lại, nhưng mà hầu như không thể nào ngăn cản được hai đứa trẻ này mọi người. Nhưng không sao, mọi người cũng biết là mình có một cách có thể triệu hồi linh hồn thông qua phần mộ. Chúng ta cũng đã biết được phần mộ của hai đứa trẻ này, cho nên chuyện mà triệu hồi hai đứa trẻ này quay trở về sảnh là một việc rất đơn giản mọi người. Ngày hôm nay mình có chuẩn bị sữa và bánh kẹo mọi người, để mà mình có thể gọi là quà làm quen với lại hai linh hồn của hai đứa trẻ này. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu chuẩn bị mọi thứ cho nghi thức triệu hồi, để đi ra ngoài ngôi mộ đó thực hiện nghi thức triệu hồi, đưa hai đứa trẻ đi vào bên trong sảnh nha mọi người. Mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào thì mời tất cả mọi người cùng đón xem video tối nay nhé. Trước khi xem video này, mọi người hãy nhớ like video, đăng ký kênh cũng như là ấn vào cái chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ Roma Vlog nhé mọi người. Mình cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều ạ. Cảm ơn mọi người. Còn bây giờ thì mời tất cả mọi người cùng theo chân mình nhé. Ok mọi người, mình cũng đã chuẩn bị hết tất cả những thứ cần thiết để có thể thực hiện cho nghi thức tối nay. Phía trước mặt mình đây có hai lá phù. Đây chính là hai lá sâm triệu hồi mọi người. Chứ có lẽ là mọi người cũng không xa lạ gì với lại hai lá phù này rồi. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu thắp hương lên để kích hoạt cho nghi thức cũng như là thông linh hai lá sâm này với nhau. Sau đó mình sẽ mang lá phù này đi ra dán ở ngôi mộ của hai đứa trẻ. Sau đó mình sẽ đặt lá sâm này ở phía trước mặt của mình để mà có thể thực hiện triệu hồi vong hồn hai đứa trẻ quay trở lại ngôi chùa này. Xin phép tất cả mọi người mình được bắt đầu nhé mọi người nhé. Ở trong video lần trước thì mọi người cũng thấy là có thể hai đứa trẻ này ở mọi người cũng như là con nít mà, nó giỡn thôi chứ thật sự là nó cũng không có ý đồ gì
để mà làm hại gì đó tới mình. Mọi người cũng thấy là nếu như mà hai đứa trẻ này làm hại mình thì có rất nhiều lý do, có rất nhiều thời điểm cũng như cái lúc mà hai linh hồn đã khống chế mình lại là đã có thể làm hại mình rồi, nhưng mà chỉ khống chế mình và mở kết giới ra để đi ra ngoài thôi. Cho nên là mình có thể khẳng định được là hai đứa trẻ này nó chỉ giỡn như vậy thôi mọi người, chứ thật sự nó cũng không có ý xấu. Thì mình cũng đã chuẩn bị có sữa và có bánh kẹo ở trên rồi mọi người. Bây giờ mình sẽ thực hiện làm phép hai lá sâm triệu hồi trước và sau đó sẽ tiến hành tới thức thứ hai nha. Xin phép tất cả mọi người ạ. Ok mọi người, mình cũng đã vẽ linh phù để có thể kích hoạt cho nghi thức rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm phép đèn lưu ly và cũng như là mở con mắt âm dương nha mọi người. Ok mọi người, các bước chuẩn bị cũng đã xong. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện làm phép thông linh giữa lá phù thông linh và lá sâm triệu hồi nhé mọi người. Mình sẽ bắt đầu thông linh giữa hai lá phù và lá sâm này với nhau.
Hộp. Ok mọi người, thì lá phù và lá sâm triệu hồi cũng đã được kết hợp với nhau rồi mọi người. Bây giờ mình sẽ mang lá phù này đi ra ngoài ngôi mộ của hai đứa bé và bắt đầu đặt cái lá phù này ở bên trong ngôi mộ nha. Mọi người đợi mình xíu nha mọi người nha. Ok mọi người, mình cũng đã đi ra ngoài sau, đặt lá phù triệu hồi vào bên trong ngôi mộ của hai đứa trẻ rồi mọi người. Bây giờ mình sẽ đặt lá sâm triệu hồi này ở phía trước cái nơi mình thực hiện nghi thức nha. Mình sẽ đặt ở đây nha mọi người nha. Ok mọi người, thì mọi người cũng thấy là ở đây mình có chuẩn bị một dĩa bánh kẹo mọi người. Đó, một dĩa bánh kẹo rất rất là nhiều màu sắc luôn. Và có lẽ là những đứa trẻ nó sẽ rất thích những cái loại bánh kẹo nhiều màu sắc như thế này. Ở đây mình có chuẩn bị hai lốc sữa mọi người. À, mình có chuẩn bị ở đây có hai lốc sữa nữa. Thì bây giờ mình sẽ thực hiện nghi thức triệu hồi để triệu hồi hai đứa trẻ tới đây nhé mọi người nhé. Xin phép tất cả mọi người ạ. Tôi xin chào hai linh hồn nhé. Ngày hôm nay tôi mạo muội mời hai linh hồn tới đây vì lần trước tôi đã phát hiện ra ở bên trong ngôi chùa này còn có hai vong hồn của hai đứa trẻ, chính là hai linh hồn đây. Thì của tôi ở đây có chuẩn bị một dĩa bánh kẹo và ở đây có sữa nữa. Tôi rất mong hai linh hồn hãy nhận lấy những của lễ này nhé. Bây giờ tôi sẽ đem tới cho hai linh hồn nhé. Mong hai linh hồn hãy nhận lấy của lễ này nhé. Ủa? Ủa đâu? Đâu đâu? Đâu mất tiêu rồi? Trời ơi!
Đèn của tôi. Trời ơi. Sao? Sao sao? Sao hai linh hồn thổi tắt đèn của tôi vậy? Rồi. Mất tiêu luôn rồi. Chú mắc cười quá. Vậy hai linh hồn cho chú hỏi là hai hai linh hồn có muốn ăn bánh kẹo này không? Có chú ơi. Hai hai linh hồn sợ chú lại gần hả? Vậy vậy bây giờ chú thảy lại cho hai linh hồn nha. Chú thảy lại cho hai linh hồn nha. Hai hai linh hồn hãy 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 hưởng đi nhé. Sao hai linh hồn không 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 ăn? Cái đó là cái gì vậy chú? Tụi con không biết ăn cái đó. À vậy chút nữa chú xé ra rồi chú đem lại cho hai con nghe. Giờ 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 hai hai con có thể nào trả lời cho chú một số câu hỏi được không? Chú cứ hỏi đi. Hai con tên là gì? Con tên Nguyễn Văn Hiếu. Hai con là chị em hả? Hai con năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Con 7 tuổi, con chỉ con 9 tuổi. Vậy à, con có thể nào cho chú hỏi là tại sao hai đứa lại mất không? Cái gì vậy chú? Ý ý ý của chú là con có thể nào kể cho chú nghe là lý do tại sao mà hai đứa lại chết không? Ba cái đầu quỷ yêu đi ra chỗ khác chơi. Thằng Mập, sao mày ở đây? Ôi sao 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 không đuổi hai đứa nhỏ đi, con đang nói chuyện với hai đứa nhỏ mà. Cái gì? Tao đâu có biết đâu mày. Mày đang nói chuyện với tụi nó hả? Anh nhìn cái mặt nó kìa, mắc cười chưa? Thôi, thông cảm nghe. Mày nói chuyện tiếp đi. Tao đi à. Rồi giờ ông đuổi người ta đi rồi con sao con nói chuyện nữa. Thông cảm. Thôi, tao cũng đi luôn đây. Trời ơi. Hai đứa trẻ này có thể khống chế lại
nghi thức triệu hồi của mình luôn hả ta? Ông lũ, ông leo. Ui, mình cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của mình nha. Chắc có lẽ mình sẽ tạm dừng ở đây, mọi người, hai đứa trẻ nó không dám tới luôn rồi. Có gì về nhà mình sẽ nói chuyện với mọi người sau nha. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người vì đã xem video của mình. Ông Lũ ơi! Ông Lũ ơi! Ông Lũ ơi!